giống Mino tà độc, giả tâm trong vòng xoáy tình thù, vừa chạm môi cô này là tiếp luôn cô khác trên phim nguy hiểm, ngoài đời cực dây. Khi lên phim, còn ngoài đời, vừa muối phim Việt, bản tin phim truyền hình và các ngôi sao phim giờ vàng. Vòng xoáy tình thù là bộ phim mới của đạo diễn Nhâm Minh Hiền, lấy bối cảnh quay thơ mộng và cổ kính của Đà Lạt. Tác phẩm với đề tài xưa, xoay quanh gia đình một điền chủ tên Thanh. Nhân vật chính của bộ phim là Trọng, con trai của một gia đình làm thuê cho điền chủ, bị ông ta hại và sau này quay lại trả thù. Tuy nhiên Trọng dần biến mình thành con người tham lam, có giả tâm gấp bội phần. Người được đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho vai nam chính là diễn viên Dũng Bino. Đây là một vai diễn phản diện, có tâm lý phức tạp, có thể nói là rất nặng đô. Trước dự án này, Dũng Bino cũng từng đóng vai ác trong các phim Yêu Trong Đau Thương hay Ngày Em Đến, đều có những âm mưu tàn độc. Chia sẻ về vai Trọng trong phim Vòng Xoáy Tình Thù, Dũng Bino cho biết anh và nhân vật không có điểm chung hay bất kỳ sự đồng điệu nào cả, thế nhưng bị cuốn hút và muốn chinh phục vai diễn nặng đô này. Trong lần tái xuất màn ảnh này, Dũng Bino đang nghiên cứu và chuẩn bị trang phục cho mình thay vì giao cho ekip như những dự án trước đây. Thậm chí anh còn đặt cả đồ từ nước ngoài về, điều đó thể hiện sự chỉnh chu và nghiêm túc của nam diễn viên khi tham gia dự án phim này. Trong Vòng Xoáy Tình Thù, Dũng Bino có nhiều phân đoạn hành động, vì diễn thật mà nam diễn viên đã lỡ tay làm hỏng sóng mũi của bạn diễn, phải nhập viện trong đêm. Đó có lẽ là bài học và kỷ niệm không thể quên trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Nam diễn viên thấy hối hận và xin lỗi đồng nghiệp Nhật Hào. Trong quá trình trả thù, nhân vật Trọng của Dũng vướng vào mối tình của hai người phụ nữ, đó là con gái và vợ tư của điền chủ. Một cảnh bay nữa cũng khiến cho nam diễn viên ấn tượng, đó là những phân đoạn tình cảm phức tạp. Vừa chạm môi cô này xong lại tiếp tục với cô khác, có lúc còn không biết đang hôn ai để thể hiện cảm xúc cho đúng. Có thể nói vai Trọng của Vòng Xoáy Tình Thù là một thử thách của Dũng Bino, đòi hỏi anh phải vượt qua được cái bóng của chính mình ở những phim trước. Ngoài nam diễn viên, bộ phim còn có sự tham gia của Trúc Mây, Nhật Hào, Lê Mạnh Phương. Trên phim thì đóng toàn vai phản diện, nghiêm túc, nhưng ngoài đời Dũng Bino là người vui tính và rất nhây. Xem những video hậu trường do anh và ekip đoàn phim chia sẻ, ai cũng bất ngờ vì anh lầy lội khác hẳn trên phim, luôn mang năng lượng tích cực đến cho đồng nghiệp. Dũng Bino sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, anh nổi tiếng với danh xưng Hot Boy, dần dấn thân vào làm nghệ thuật với vai trò người mẫu, MC rồi tới diễn viên. Từng tham gia nhiều bộ phim nhưng cho đến sitcom 5S Online thì Dũng Bino mới được đông đảo khán giả biết đến. Anh từng được cộng đồng Thái Lan bình chọn trong top 10 Mỹ Nam đẹp trai nhất Việt Nam. Mới đầu khi bước chân vào nghề, Dũng Bino gặp rất nhiều khó khăn vì không có bệ đỡ, gia đình cũng không ủng hộ anh theo nghệ thuật. Thế nên nam diễn viên cũng chật vật, thế nhưng mọi cố gắng nỗ lực đã được đền đáp khi anh đã được đóng nam chính trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Sở hữu chiều cao vượt trội 1m80, gu ăn mặc thời trang đậm chất sao Hàn, Dũng Bino trở thành hình tượng được nhiều bạn trẻ yêu mến và theo dõi. Anh còn tham gia một số chương trình truyền hình ăn khách như Sao Nhập Ngũ. Bên cạnh các dự án ở mảng phim truyền hình, Dũng Bino cũng sắp xuất hiện trong một bộ phim chiếu rạp của đạo diễn Hoàng Thơ sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Có thể nói Dũng Bino là nam thần mới của màn ảnh Việt đang ngày càng tỏa sáng. Chúc cho anh thành công với những vai diễn hay và sớm tìm được một cô gái xinh đẹp tài giỏi, làm hậu phương vững chắc cho anh yên tâm cống hiến với nghề.